Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình học tiếng Anh cùng với The Chơi Show. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh dành cho trẻ em, có tên là Rivet, R-I-V-E-T. Tên của nó thì mình sẽ đặt ở bên dưới cái phần nội dung thông tin, và các bạn có thể gõ vào trong các cái cửa hàng như là Google Play hoặc là Apple Store và tải xuống, và dễ dàng ngay lập tức là để tiếp cận với một cái nguồn học liệu khổng lồ, phong phú từ rất nhiều nội dung khác nhau, đúng không ạ? Từ animals, động vật, rồi community hoặc là cộng đồng, rồi về công việc học tập vân vân, rất là nhiều chủ đề khác nhau phù hợp với các bạn nhỏ. Phần mềm này thì sao ạ? Phần mềm này thì có một cái điểm rất là nổi bật, đó là gì? Các con có thể nghe trực tiếp cái phần nội dung đọc, một bài đọc ở trên điện thoại, và có thể là gì ạ? Sửa phát âm rất là tốt. Nếu mà con không biết đọc một từ nào thì gì ạ, sẽ có thể click trực tiếp vào cái từ đó và máy sẽ đọc lên, và con có thể tự kiểm tra cho mình bằng cách là gì ạ, phát âm lại vào trong máy, và nếu mà phát âm đúng đúng không ạ, thì máy sẽ tạo ra một tín hiệu là ô, bạn đã đọc đúng rồi, còn nếu không thì con sẽ phải quay trở lại để làm lại. Cái điều này rất quan trọng, bởi vì sao? Bởi vì thông thường ạ, thì tại Việt Nam này, khi mà chúng ta đọc học một cái từ thì các bạn nhỏ rất hay bị nhầm lẫn, tức là các bạn áp tiếng Việt sang 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 tiếng Anh, đúng không ạ? Khi nhìn thấy một cái từ có chứa một cái chữ cái, ví dụ như chữ y ngắn chẳng hạn, tiếng Anh là i, thế nhưng mà các bạn ấy thường đọc là y chẳng hạn, ví dụ cái từ là kind có nghĩa là tốt bụng, thì các bạn hay đọc là keen, tức là bị không hiểu được cái bản chất sâu á. Thì nếu mà trong cái trường hợp này thì rất là phù hợp. Dĩ nhiên phần mềm cũng sẽ có những cái mặt đó không thuận lợi của nó, ví dụ như là gì ạ, nó thiên về reading cho nên nó cũng đôi khi là hơi hơi nhàm chán. It's such a boring app, right? Thế nhưng mà dĩ nhiên chúng ta hoàn toàn có thể làm cho nó sinh động bằng hỗ trợ những cái hoạt động sáng tạo ra. Một điểm nữa đó là gì, dĩ nhiên phần mềm nào cũng vậy thôi, đúng không ạ? Trên máy tính thì con của bạn, đúng không ạ, rất dễ bị gì ạ, lệ thuộc vào nó, và các bạn có thể tận dụng đấy ạ, tranh thủ thời gian mà học, đặc biệt là không có bố mẹ ở bên thì sẽ sử dụng nó để chơi chơi games, cái này thì mình biết nha. Và cho nên là gì, rất là khuyến khích bố mẹ nên học cùng con, đồng hành cùng với con, và các bạn cũng có thể theo dõi được cái sự phát triển và tiến bộ của con luôn. Bây giờ không mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm một cái phần mềm này qua một cái bài đọc. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Mình chọn thử một cái bài ở level 4 ạ. Baby Alan's family is getting excited for Christmas. Peter is decorating the house. Đó, tức là khi mà nhìn ở đây thì không có, vì nó phản sáng nên các bạn sẽ không nhìn được, nhưng mà tức là con sẽ nhìn bức tranh và cùng với đó nhìn được luôn các cái dòng chữ của câu chuyện, và nghe trực tiếp đồng thời, đúng không ạ, là nghe cái phần phát âm, và sau đó thì có thể là phát âm với một số từ các bạn không biết thì các bạn có thể đọc, ví dụ như là cái từ Christmas ở đây, Giáng sinh này, Christmas. nó sẽ hướng dẫn là Christmas, đúng không ạ? Đọc như vậy, chứ không là Christmas hay là Christmas như một số bạn đọc, đúng không ạ? Đó, rất là hữu ích như vậy. Và khi mà đọc như vậy thì cái kiến thức về từ vựng nó sẽ lên rất là nhiều, bởi vì nó có hình ảnh trực quan ở đây, và sẽ là một cái phần mềm vô cùng là hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Bye bye and see you next time.